Vâng, xin được chào các bác. Hôm nay tiếp tục giới thiệu với các bác cái sản phẩm bộ quần áo bắt ong rừng, ong đất, ong bò vẽ, ong trên cây, các loại ong nguy hiểm. Thì như các bác thấy trên màn hình thì hàng tiếp tục về số lượng lớn để phục vụ các bác cái mùa với ong của 2019. Thì đầu tiên thì cách thức giao dịch như sau. Các bác alo trực tiếp cho bên em nhé, theo ba đầu số này của bên em để được đặt hàng. Bên số nhận ship hàng toàn quốc và hàng qua đường COD. Các bác khi nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền. Đó là quyền lợi các bác mà khi mà mua hàng của bên shop nhé. Và quay lại với sản phẩm thì hôm nay em đã nhờ người mẫu mặc đây rồi. Thì như bác thấy thì bộ quần áo màu dàn di đây, áo liền ủng, liền mũ, liền găng tay nhá. Phụ kiện đi kèm của nó là một chiếc khẩu trang chống độc này, một chiếc mũ này, và một chiếc găng tay sơ cua, và một chiếc kính nữa. Một chiếc kính nhá. Chiếc kính đây các bác, một chiếc kính nữa này. Đây một chiếc kính nhá. Đầy đủ phụ kiện kèm theo. Thì người mẫu của bên em là cao 1m75, mặc là mặc size 4 ủng 42. Các bạn sẽ ủng 42 nhé. Thì chi tiết về bộ quần áo như sau. Các bác có thể thấy là bộ quần áo là có chiếc ủng, đôi ủng là màu đen. Và có hai ô thoáng thông gió ở hai đùi gối nhé. Hai ô thoáng thông gió ở hai đùi gối này. Đấy. Tiếp theo là trên ngực có hai ô thoáng. Và trước mặt bên ngoài là lưới bằng inox loại sợi nhỏ nhé. Bên trong là bằng cước. Và đằng sau lưng nhé. Sau lưng đây là có ô thoáng ấy nhé. Và trên đỉnh đầu vậy, đỉnh đầu là có ba ô thoáng nhé. Các bác mà vẫn đi bắt ong rừng ấy, những loại ong nguy hiểm, các bác nên mua cái mẫu này. Mẫu này là bằng da bên ngoài trắng một lớp nhựa cao su dày, nên các bác yên tâm. Và găng tay liền luôn nhá. Đấy, thì các bác mà đi bắt những con thổ ong ở dưới đất ấy, các bác đào dưới đất thì các bác có thể đeo đôi găng tay thêm vào để tránh tình trạng nguy hiểm nhé. Tại vì nhà xuất đưa ra nên các bác cứ đeo đầy đủ phụ kiện vào cho bên em. Đấy, đây là cái bộ quần áo bắt ong rừng. Thì ở bên trong đây các bác nhé, bên trong đây là có một là lớp dính này, lớp dính này, sau đó là kéo khóa nhá. Mặc bộ này nói thật với các bác là sẽ hơi nóng, nhưng mà khi các bác mà bắt nhìn thấy tổ ong ấy, các bác đi đến gần nơi đến nơi các bác mới mặc. Đấy, chuẩn bị bắt các bác mới mặc nhá. Đấy, đây là cái bộ quần áo bắt ong rừng loại cao cấp. Các bác mà mua thì cứ alo trực tiếp cho bên em theo ba đầu số này. Đây là một cái video ngắn gọn giới thiệu về chi tiết bộ quần áo bắt ong rừng, ong đất. Các bác xem được video thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ shop. Và em sẽ kết thúc cái video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo của shop nhé.